Chào các bạn, quay lại kênh Diều Đẹp. Này đang live stream một bãi diều quận 12, đang có 4 con diều. Này có đang 4 con đang ráp nhá. Đây là 1 2 này, đây là 1 2 con này, đây là 3 con đang chuẩn bị lên, con này là con thứ 4 này. Rồi, chuẩn bị cho lên con này nhá. Đúng rồi, như vậy đó. Một, hai, ba, rồi, chơi. Đó, nó lên rồi đó. Không đeo bao tay vô. Xả ra. Chạy luôn. Đó. Ôi đó. Đó. Ôi, nó kéo này, nó kéo này. Đó, chạy. Ồ, hôm nay đi đâu mà cả mấy thằng này vắng mặt rồi. Vợ không cho ra hả? Ờ, con diều đang ấy lên đấy. Rồi, con diều của chúng ta đang bay đây. Chuông kêu hay phết đấy. Cái đuôi này nó hơi bật 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 phát nha. Rồi thả xuống đi, thả xuống đi. Thả xuống đi. Thả dây bục với cái. Bắt tay luôn á. Ăn chưa có kinh. Rồi đang đá con diều 3 mét rưỡi. Tục. Đây, 2 mét rưỡi. Con này 2 mét rưỡi này nha. Rồi bên này của chúng ta đang ráp thêm một con nữa này. Ở ngoài xa xa kia đang trên máy cái nền nhà kia đang rát thêm một con nữa. Đây một con ngay nền nhà đây đang rát một con nữa. 1 2 3 4. 4 với trên bầu trời 4 con là 8 con. Thôi trên bầu trời chúng ta đang có 4 con. Sao? Chui vô ấy hả? Gió đang lớn phết đấy các bạn, gió đang đảo. Ủa con diều xương cá của ai kia ta? Ngoan à? 4 con nha các bạn nhé. Đang bay 4 con. Rồi đang ra chiến trường đâm 3-4 con liên tiếp nhá. Cái gì? Đúng sao?